Sau khi tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội Điều Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đề nghị cho các doanh nghiệp sản xuất điều được linh động chọn nhiều địa điểm làm thủ tục hải quan. Theo thông tư số 128 của Bộ Tài chính, địa điểm làm thủ tục hải quan là chi cục hải quan nơi doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất hoặc chi cục hải quan tại cửa khẩu nhập nguyên liệu vật tư. Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu điều thô với số lượng lớn, trên dưới 500 tấn một lô, và hàng hóa nhập khẩu sẽ được phân về nhà máy chính hoặc các chi nhánh, cơ sở thuê gia công ở các tỉnh và thành phố. nên quy định chỉ cho phép làm thủ tục hải quan tại một chi cục hải quan cố định sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kế hoạch xuất khẩu của toàn ngành. do đó hiệp hội này đề nghị bộ tài chính và tổng cục hải quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều sản xuất có thể lựa chọn nhiều chi cục hải quan để làm thủ tục phù hợp với điều kiện của mỗi doanh nghiệp. trước đó hàng trăm ngàn tấn hàng hóa cũng bị ứ tại các cảng thành phố Hồ Chí Minh do quy định kiểm tra chuyên ngành của thông tư 128 cục hải quan thành phố đã có văn bản gửi tổng cục được tháo gỡ bằng cách cho doanh nghiệp mang sản phẩm về kho nhưng phải được sự đồng ý giám sát của cơ quan quản lý chuyên ngành